Kính thưa quý vị, trong nội dung của video hôm nay, chúng tôi xin lược trích giới thiệu bài phân tích của chị Phương Anh Bánh Tét. Trong đó nói rõ cái mua đồ của Phượng Ve đưa bé Ruby lên trên mạng, đồng thời cũng nói rõ vai trò của Long Hồ trong vụ việc này. Xin mời quý vị cùng nghe nhé, xin cảm ơn rất nhiều. Chị Phương Anh, tôi thấy con Hồng Phượng, nó đem hình ảnh của bé Ruby lên để câu view, câu like. Rồi nó nói là đi nói nghiệp của mẹ, thì tôi nói thiệt với mấy anh chị, tôi muốn té xỉu trong khi đó, bây giờ ở trên mạng xã hội, tiếng tâm thì không có mà toàn là tai tiếng thì đầy mạng xã hội hết. Người ta toàn là chửi không, đi làm toàn là ghe những cái chuyện sai đạo đức, đạo lý không. Đem con bé Ruby lên để theo bước chân của mẹ. Theo bước chân của cậu, rồi mẹ sẽ truyền nghề cho con này nọ. Con cái nó không hưởng từ những cái nghề nghiệp hoặc một cái gì mà mình cho mình tặng nó đâu. Mà mình phải cho nó bước vào đời rồi cái sở thích của nó, cái mong muốn của nó, mình đừng ép đặt nó, mình đừng có ép buộc nó, đừng có trao chuốt hình ảnh nó, trong khi nó không thích, hoặc là mình chưa bao giờ hỏi con mình. Đó là con muốn cái gì, con thích cái gì, và sau này lớn lên con làm cái gì, chứ đừng có áp đặt nó. Mà Hồng Phượng thì nó đang áp đặt bé Ruby là theo cái nghề của mẹ hay là theo cái nghiệp của mẹ. Nó đang ép con nó theo cái nghiệp cầm ca của nó mà nó có bao giờ hỏi con nó thích không nó làm như vậy là nó mang cái hình ảnh lên nó muốn chứng minh cho cộng đồng mạng thấy được là nó sẽ có một đứa con nói nghiệp nói theo nghề nó thời buổi bây giờ không có ai đi lấy cái nghề ca hát mà đi kiếm ăn nữa đâu cái quan trọng là mình phải cho con mình nó học học hành cho tới nơi tới chốn rồi coi đó nó muốn theo cái nghề gì nó muốn làm cái nghề gì là phải để cho thỏ cái cơn gọi là nó muốn cái sở thích của nó đừng có ép buộc nó trong cái thời buổi này đang có những cái chuyện trên mạng xã hội người ta chửi mình người ta nguyền rủa mình đem theo hình ảnh con mình lên để cho con mình tập ca tập hát để cho người thấy người ta nhìn vô đó để cho người ta động lòng người ta nhìn con mình rồi người ta thương mình nhưng người ta chỉ ghét thêm người ta sẽ còn chửi thêm thôi nó nói nghiệp cầm ca nghiệp nói mấy anh chị nghe, bây giờ đưa con mình lên cho nó tập hát, rồi nó đưa vậy mà bây giờ cái tuổi này là phải để cho nó đi học, cho nó chọn cái tương lai thật sự của nó, mong muốn, ham muốn đừng có đưa nó lên, nó uống éo, nó làm trò, trong khi lúc này là lúc người mẹ đang bị tai tiếng, người ta đang sĩ giả chửi rủa, người ta đang tẩy chay mình. Nó đưa hình ảnh của con mình lên, cho nó còn đưa lên cái kiểu giống như là bắt nó phải luyện tập ca hát giống như là là nó làm giọng mẹ giọng mẹ đó đúng là giọng mẹ với cái kiểu là phải hát như vậy đứng chống nạnh như vậy phải hát như vậy diễn như vậy phải điệu như vậy nó tưởng rằng theo nó làm như vậy là nó chinh phục được lòng thương hại của khán giả nó tưởng là làm như vậy là đã chinh phục được khán giả nhưng người ta sẽ quay lại với nó người ta sẽ quay lại với mẹ con nó thôi chị phương anh nói tiếp Tôi nói là cuộc đời của nó là tiêu rồi Không có còn ngày mai nữa đâu Mấy anh chị Coi là giống như xong rồi Nó ganh tị với Hồng Loan Tôi nói là cuộc đời của tôi Không bao giờ ganh tị với ai Thành công của ai tôi cũng mừng Và vui cho người đó Tôi thấy ai tốt đẹp, hạnh phúc Tôi mừng, tôi chúc phúc cho họ Chứ không bao giờ đi ganh tị Hồng Loan sống chung một cái gia đình với nó Ruột nuôi cũng đã được 37 năm qua Là một gia đình theo cách nhìn nhận của những người bên ngoài, họ nhìn vô đó là một gia đình. Khi ông Vũ Linh còn sống, nhưng nó không hề thương Hồng Loan. Nó cho Hồng Loan vài cái bánh, vài đồng bạc lẻ, giống như coi như là của dư của bố thí vậy đó. Trong khi đó, Hồng Loan là con của chú Vũ Linh mà Hồng Loan lại không có tiền để mua nổi cái bánh và phải mặc áo chật. Trong khi đó, mẹ con của nó thì sống sung sướng có của ăn của để giàu hơn người khác thì không giàu nhưng mà hơn hồng loan rất nhiều trong những cái thời điểm thời khắc đó rồi đi cho hồng loan cái bánh hay cái bánh thì giống coi như là những đồng tiền đồng bạc bố thí thì mấy anh chị nghĩ đi yêu thương cái gì tình cảm cái gì lúc nào cũng muốn đạp hồng loan xuống để mà nó ngôi lên rồi bây giờ cũng vậy mấy anh chị cứ thấy hồng loan đi diễn đi ca đi hát là nó lại ra một cái mv một cái bài hát để chi để mấy anh chị thấy, để chứng minh mình là một ca sĩ, mình hát hay, để trà đạp những người bên đó, để cho những người bên nó vô trà đạp Hồng Loan, rồi khen tặng nó mà trà đạp Hồng Loan xuống. Chị Phương Anh nói tiếp, làm như vậy để làm chi? Mình không nâng đỡ được, mình không ủng hộ được, thì mình thôi, mình ganh tị làm gì? Rồi đưa Hồng Loan vô những cái câu chuyện của mẹ con nó, nó làm rồi chê. Mẹ con nó hát mấy chục năm qua là một ca sĩ là một người nghệ sĩ mấy chục năm qua mẹ nó có được cái gì có được cái thành tựu gì to lớn không đi làm đào hát mấy chục năm qua mẹ nó có nổi tiếng có mang được một cái thành tựu gì không không có có một cái gia tài gì không có để lại cho con của bà có một đứa con gái duy nhất có để được cái gì không một chiếc xe một căn nhà một cái thành tích gì không cũng không có gì hết trơn vậy thì tôi hỏi mấy anh chị có đáng để ca tụng nó không không có gì hết trơn ngoài những cái tiếng tâm rồi bao nhiêu cái chuyện bị thiên hạ dèm pha chửi rửa, nhục mạ sỉ nhục hát mấy chục năm trời mà không mua nổi cho con mình một chiếc xe rồi con hồng phượng đi hát mười mấy năm qua hai vợ chồng cũng không mua được cho mình một chiếc xe một căn nhà khi đó mấy anh chị thấy rằng nghệ sĩ trẻ bây giờ nhiều đứa đi hát vài năm là mua được một chiếc xe mua được một căn nhà rồi còn vợ chồng nó hát cái giống gì hát gì đâu mà có ai mướn đâu mà hát có ai mời xô đâu mà hát. Vì sao? Vì người ta ghét, người ta không có ưa, người ta không có hợp, cho nên đâu có ai mời đâu mà có xô mà đi. Sao mà đi làm, sao mà có tiền? Bởi vậy từ cái chỗ đó bây giờ mới thấy Hồng Loan lên quá, tức giận, cay cú. Chị Phương Anh nói tiếp, bây giờ nó đi vòng vòng trên mạng, nó chửi dạo, bởi vì nó biết cuộc đời của nó xong hết rồi. Nó biết là nó không bao giờ có thể trở lại được sân khấu được nữa, không bao giờ đi show được nữa cho nên nó biết cuộc đời nó xong rồi cho nên là bây giờ nó càng quét luôn nó biết nó sẽ không bao giờ đứng lại sân khấu được cho nên là bây giờ nó đâu có sợ gì nữa đâu nó đi bình luận dạo nó đi vòng vòng ai vô nói là nó chửi lại chửi hết mà nó chửi người ta rồi nó lôi con hồng lon ra luôn thí dụ cái người đó chửi nó nhưng nó không chửi lại cái người đó mà nó lôi con hồng lon vô trong cái bình luận trả lời với những cái người vô công kích nó thì nó không trả lời lại với những người đó mà nó lôi con hồng lon vô. Chẳng hạn như là đứa con không rõ ràng, đứa con tu hú. Đứa con tu hú rồi đứa con nuôi không hợp pháp gì đó, nó lôi hồng lon vô. Vì bây giờ trong mắt con hồng phượng nó muốn ăn tươi, nuốt sống và giết chết con hồng lon luôn. Cái thứ tham lam, tôi nói với mấy anh chị, thường tham lam nó đi chung với một đôi. Mấy anh chị giống như một đôi đũa vậy Tôi không có biết gì về con thủy lê nhiều Nhưng trước kia con da đó Chồng nó là thằng Long Hồ đã nhờ tôi lên kích động con thỉ lê để cho con Thủy lê dính vô tội 331. Thì lúc đó con ve sẽ kiện con Thủy lê, thì con thỉ lê lên phường đòi đánh nó, dỗ bàn với nó. Nó về nó mét tôi, nó nói con kia muốn ăn tươi nước sống nó, dỗ bàn với nó rồi đánh nó ở trong cái chỗ làm việc của công an. Rồi công an nạt con thỉ lê, kêu con thỉ lê im đi, thì con thỉ lê mới im, nếu không là nó no đòn. Lúc trước hậu báo cáo trồn lắm. Đồi quýnh con hồng phượng dữ lắm mà tại sao ngày hôm nay lên nói ngược hết trơn. Rồi lên xin tiền, kêu gọi tiền quyên góp để lo pháp lý. Xong rồi bây giờ tráo trở. Bởi vì tôi nói những con người bây giờ ngang ngược, nói ngang thật sự. Tôi không hiểu.